Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn. Qua đó giúp doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn có thêm điều kiện nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất, tăng doanh thu và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Một trong những chương trình hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn được Sở Công Thương đẩy mạnh là phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua các hoạt động khuyến công, như hỗ trợ kinh phí thực hiện thay đổi máy móc, công nghệ sản xuất hiện đại. Từ năm 2014 đến năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Đắk Lắk đã thực hiện được 101 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Trong năm vừa qua thì cũng được các cán bộ của huyện đã hỗ trợ rất nhiều về mặt hồ sơ và về sản phẩm thì công ty đã thay đổi rất là nhiều để phù hợp với sản phẩm OCOP của huyện giống như là của tỉnh đề ra. Tôi mong muốn đưa sản phẩm tới các khu vực như là miền Trung và miền Bắc và rộng rãi hơn nữa và khu vực miền Tây của Nam Bộ. Sở Công Thương cũng thường xuyên cung cấp cho doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn thông tin về cơ chế chính sách thị trường trong nước và nước ngoài, phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm, hội nghị, kết nối cung cầu để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, liên kết sản xuất, kinh doanh. Từ những quảng bá và những cái thông tin từ trên các ban ngành xuống thì tôi cảm nhận cái sản phẩm của tôi và đưa đến quảng bá tất cả các mọi người tiêu dùng trên toàn nước cũng như nước ngoài đã tìm đến và tin tưởng đã sử dụng sản phẩm trên bột nghiệp của chúng tôi. Hôm nay được như vậy là tổ chức cái chương trình giới thiệu sản phẩm của cửa hàng đặc sản Tây Nguyên này và như vậy của các sản phẩm tiêu biểu thì chúng tôi thấy rất là phấn khởi và cũng mong muốn là được nhiều các chương trình như thế này để các sản phẩm nói chung của tỉnh cũng như sản phẩm của chúng tôi được đi xa hơn và đến nhiều người biết hơn trong và ngoài nước. Các chương trình hỗ trợ đã góp phần giúp doanh nghiệp cơ sở công nghiệp nông thôn từng bước giải quyết khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 29 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các cái chương trình khuyến công theo cái chương trình đã đề ra và tận dụng cái kinh phí khuyến công quốc gia mà Cục Công Thương địa phương đã bố trí cho tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023. Ngoài ra thì năm 2023 sẽ tiếp tục thực hiện cái chương trình là bình chọn cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sẽ lập hồ sơ để đề nghị công nhận một số cái sản phẩm nông thôn tiêu biểu của tỉnh cũng như là của khu vực và quốc gia. Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ có những chính sách hỗ trợ sát với nhu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác khuyến công với công tác xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ.